ngã đập nửa người trái xuống nền cứng, bệnh nhi 12 tuổi bị sốc đa chấn thương, vỡ lá lách cấp độ 4, nguy hiểm đến tính mạng, được Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cứu sống. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân nam TVL, 12 tuổi, bị sốc đa chấn thương, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ lách độ 4 do tai nạn. Theo lời của bệnh nhân, trước khi vào viện khoảng một tiếng, bệnh nhân đang chạy thì bị vấp ngã, đập nửa người trái xuống nền cứng sau cú ngã, bệnh nhân tỉnh, đau đầu, chóng mặt, đau nhiều vùng ngực, bụng và được gia đình đưa vào viện khám. Bệnh nhân vào khám trong tình trạng tỉnh, đau ngực và bụng, có vết chảy xước và sưng ở mặt trái. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy, bệnh nhân gãy xương sườn 8, 9 bên trái, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính bụng, phát hiện vỡ lách, nhiều dịch tự do, trần đoán sốc đa chấn thương, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín. Bác sĩ kết luận, bệnh nhân vỡ lách độ 4, ngập máu ổ bụng, cần phẫu thuật cấp cứu. Ngay lập tức, ca phẫu thuật được thực hiện ngay bởi chấn thương này nếu không được xử trí nhanh chóng, chính xác sẽ gây mất máu ổ ạt và nguy cơ tử vong do sốc mất máu. Khi phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Huy Tiến, giám đốc trung tâm y tế huyện Vân Đồn Mộ Chính, bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Huy Toàn, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phúc Hiếu, điều dưỡng Tống Đức Huy thực hiện. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sức khỏe hiện tại dần ổn định được tích cực điều trị và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn cũng như các chỉ số cận lâm sàng hàng ngày tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức cấp cứu và chống độc trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Huy Tiến, giám đốc trung tâm y tế huyện Vân Đồn cho biết, chấn thương vỡ lách là một chấn thương bụng nguy hiểm có thể gây chảy máu ổ ạt trong ổ bụng. Bệnh nhân luôn đối mặt với nguy cơ sốc mất máu nhanh chóng. Vì thế, khi bệnh nhân bị vỡ lách, không nên di chuyển lên tuyến trên ngay mà phải được mổ cấp cứu kịp thời để đảm bảo được tính mạng. Cũng theo bác sĩ Tiến, tùy thuộc vào mức độ vỡ lách mà các bác sĩ có thể quyết định những hướng xử trí khác nhau, ưu tiên đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân. Đối với trường hợp vỡ lách của trẻ em như bệnh nhân TVL thì trần đoán và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu cần được đưa ra hết sức nhanh chóng và sớm hơn một bước so với người lớn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Kiểu Long cũng từng cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ lá lách do tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân DTO 51 tuổi ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Kiểu Long trong tình trạng khó thở, đau ngực, chấn thương nặng ở vùng ngực và hạ sườn trái, sốt huyết nội, huyết áp tăng. Qua thăm khám lâm sàng, kết quả các xét nghiệm và kết quả chụp MSCT, bác sĩ nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín nặng, gây xuất huyết nội do vỡ lách độ 3, gãy nhiều cung sườn bên trái. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, người bệnh được đưa vào phòng cắt láp, chụp nút mạch điều trị cầm máu cắt tạng số hóa xóa nền. Với phương pháp này, các bác sĩ dùng một ống thông nhỏ luồn từ động mạch đùi lên động mạch chủ vào động mạch lách. Từ động mạch lách, bác sĩ bơm thuốc cản quang chụp toàn bộ hệ động mạch của lách, tìm đến động mạch bị vỡ gây chảy máu bụng. Sau khi xác định được mạch máu bị tổn thương, vật liệu tắc mạch sẽ được bơm vào động mạch bị vỡ để cầm máu và giúp lành vết thương. Các thủ thuật kéo dài 20 phút, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau một tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt, hết đau và được xuất viện. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương, Phó trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Kiều Long, lách là cơ quan có kích thước bằng nắm tay nằm ở hạ sườn trái, tuy được bao bọc bởi một lớp vỏ chắc lại nằm sâu bên trong ổ bụng nhưng thường bị tổn thương trong các trường hợp chấn thương bụng và tỷ lệ tử vong cao. Vì thế, khi có những dấu hiệu và triệu chứng như đau ở phần bên trái của bụng, choáng, buồn nôn sau va đập hay té ngã, người bệnh cần được đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.